Xin chào anh em, trên tay em đang cầm đây là chiếc Virtus Signature S bản Steel Ceramic. Bản này là bản thép và mặt đằng sau là được lắp hai miếng đá ceramic rất là to và bóng. Chiếc điện thoại Virtus Signature S này có độ bền khoảng 100 năm với cái lưng đá ceramic bền vĩnh cửu và khung thép bền vĩnh cửu này. Chiếc điện thoại này là chiếc điện thoại zin nguyên bản chính hãng. Khi mà mới mua thì giá của nó rơi vào khoảng 310 triệu đồng. Tuy nhiên là máy cũ đã qua sử dụng thì giá dễ dàng tiếp cận với anh em hơn rất là nhiều. Một chiếc điện thoại Virtus này, anh em muốn biết hàng chính hãng hay không thì ấn nút bên sườn ra chữ Concierge thì là Virtus chính hãng. Toàn bộ bề mặt của chiếc điện thoại này được làm bằng kính sapphire. Ngoài ra anh em có thể ấn nút bên sườn bên tay trái nữa, âm lượng từ 1 đến 10 là máy Virtus chính hãng. Có một cách kiểm tra nữa là anh em ấn mã lệnh sao thăng 92702689 thăng. Ấn mã lệnh này thì cái dòng đầu tiên là serial number và số email nó hiện lên thì đấy là Virtus chính hãng. Chiếc điện thoại này có giá là 90 triệu đồng nhưng chỉ trong hôm nay em bán rẻ cho các anh em khuyến mại, giá chỉ còn có 70 triệu đồng thôi. Anh em nào quan tâm thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0965096886 hoặc kết bạn Zalo với em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.